Xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Hôm nay em tiếp tục quay và giới thiệu báo giá cho quý vị, anh chị và các bạn một loạt xe giá rẻ đang được bày bán tại cửa hàng của em. Và quý vị, anh chị nào đang cần một mẫu xe để đi trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020 thì hãy xem hết cái clip này của em nhé. Chiếc đầu tiên xin được giới thiệu với lại mọi người là chiếc Hyundai Santa Fe Gold sản xuất năm 2003, màu bạc, biển số Hà Nội. Chiếc xe được trang bị hộp số tự động, phiên bản 7 chỗ máy dầu. Đấy. Xin nhắc lại với quý vị chị là chiếc xe Hyundai Santa Fe Gold sản xuất năm 2003, phiên bản số tự động, 7 chỗ số tự động máy dầu. Và đang được chào bán tại cửa hàng với giá là 235 triệu đồng. 235 triệu cho một mẫu xe kiểu dáng SUV 7 chỗ số tự động máy dầu. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc này tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 7 lít dầu trên 100 km. Và với giá thành dầu như bây giờ thì chiếc xe này chạy 100 km tốn nhiên liệu rơi vào tầm xấp xỉ khoảng 120.000 đồng. Rất là hợp lý cho quý vị đúng không ạ? Chiếc xe còn nguyên biển 4 số Hà Nội luôn nhé. Quý vị anh chị nào quan tâm đến chiếc xe này thì hãy alo trực tiếp theo số điện thoại 0947 535 262 hoặc 0988 394 197 để được tư vấn và gửi ảnh, gửi hình, gửi video. Chiếc tiếp theo được giới thiệu với quý vị anh chị là chiếc Mazda Primacy phiên bản số tự động 7 chỗ máy xăng. Chiếc xe này 7 chỗ của hãng Mazda luôn nhé. 7 chỗ Mazda và số tự động máy xăng. Và chiếc này đang được chào bán tại cửa hàng với giá 165 triệu đồng. 165 triệu cho mẫu xe Mazda 7 chỗ số tự động. Chiếc xe này được trang bị động cơ 1.8, tiêu thụ nhiên liệu xấp xỉ khoảng 8 lít trên 100 km. Rất hợp lý cho quý vị anh chị nào có gia đình có tầm khoảng 5 đến 7 người mua chiếc xe này để đi Tết, đi lễ hội thì rất hợp lý. Đấy, em sẽ quay qua về phần nội thất của chiếc xe Mazda Primacy này cho quý vị anh chị xem nhé. Đấy, chiếc Mazda Primacy sản xuất năm 2003. Đấy, nội thất còn cũng khá là đẹp luôn nhá. Đấy, em chỉ quay sơ qua thôi và báo giá một loạt xe cho quý vị anh chị. Bác nào quan tâm đến đến chi tiết của chiếc xe nào thì alo trực tiếp cho em nhé, để em gửi ảnh, gửi hình, gửi video trực tiếp cho quý vị anh chị. Nội thất của chiếc Mazda Primacy còn khá là đẹp luôn. Đây là phần phía sau của chiếc xe Mazda Primacy nhé. Ok, và quý vị anh chị nào nhà ít người hơn và thích cảm giác về tốc độ, thích cảm giác về độ sang trọng và an toàn thì quý vị anh chị lấy chiếc này. Chiếc BMW sản xuất năm 2004, phiên bản số tự động, xe 5 chỗ. Xe này cũng biển Hà Nội luôn. Và một chiếc xe rất là sang trọng luôn, sang trọng đẳng cấp. Chiếc xe này trang bị đến 8 túi khí nhé. Và biển Hà Nội. Xe rất là đẹp. Về chất lượng thì cam kết với quý anh chị nhé, không đâm đụng nặng nhé, không ngập nước. Ok, và em còn hai chiếc xe phía ngoài này nữa. Cũng thuộc dạng dòng xe sang và đẳng cấp. Chiếc Mercedes-Benz sản xuất năm 2005 và đăng ký lần đầu năm 2007, Mercedes-Benz C280. Đấy, xe còn rất đẹp và đẳng cấp luôn. Chiếc xe này thì giá cũng rất là hợp lý. 285 triệu đồng cho mẫu xe Mercedes-Benz sản xuất năm 2005, đăng ký lần đầu tiên năm 2007. Chiếc xe này còn nguyên zin luôn, tất cả máy số đều không động đến một con ốc nào nhé. Đấy, quý vị anh chị nào mua chiếc xe này về thì rất là đảm bảo về an toàn, về chất lượng cho quý vị. Chiếc Mercedes-Benz C280 đang được chào bán với giá 285 triệu tại cửa hàng của em luôn. Quý vị anh chị nào đang cần một mẫu xe sang trọng để đi Tết thì hãy alo trực tiếp cho em luôn nhé.
Và mẫu xe tiếp theo được giới thiệu với quý vị thì là một mẫu xe của dòng Hyundai. Chiếc xe này thì siêu tiết kiệm nhiên liệu rồi, có rất nhiều trên thị trường luôn. Chiếc Hyundai i10 sản xuất năm 2015, màu bạc xịn. Và chiếc xe này cam kết với quý vị mọi người là không đâm đụng, không ngập nước, không taxi, không dịch vụ gì nhá. Đấy, quý vị chị nào đến xem xe mà phát hiện là chiếc xe này, bảo là chiếc xe này là chiếc xe sử dụng taxi dịch vụ, thì em cam kết với quý vị chị là cho luôn chiếc xe này, quý vị chị mang về luôn và không phải trả tiền luôn. Đấy. Chiếc xe Hyundai 10 sản xuất năm 2015. Còn rất đẹp và chất lượng nhá. Đấy, giá của chiếc xe này thì 265 triệu cho mẫu xe Hyundai i10 sản xuất năm 2015 phiên bản số sàn. Thân vỏ cực đẹp luôn nhé. Quý vị anh chị nào quan tâm đến chiếc Hyundai i10 này thì alo trực tiếp xem luôn để có giá tốt nhất nhé. Ok, và trong nhà em còn trên dưới 20 đầu xe. Và hiện tại bây giờ là em sẽ quay tiếp tục một vài mẫu xe nữa cho quý vị anh chị tham khảo. Và tiếp tục là một mẫu xe rất là đặc biệt, rất là sang trọng và giá rất là hợp lý và rất được nhiều người tại Việt Nam, tại Việt Nam mình là ưa chuộng luôn. Chiếc xe Lexus IS250 biển Hà Nội. Đấy. Về dòng Lexus thì quý vị anh chị chắc cũng nghe nhiều rồi không ạ, là một dòng xe sang. Lexus IS250, chiếc xe phiên bản số tự động, sản xuất năm 2007, đăng ký lần đầu là năm 2009. Chiếc xe này thì em chào bán hơn 600 triệu đồng một chút. Quý vị anh chị nào đang quan tâm đến một chiếc xe sang trọng và chất lượng để đi Tết thì alo trực tiếp cho em để được báo giá về chiếc xe Lexus này nhé. Lexus IS250. Đấy. Xe này còn quá đẹp luôn. Xe này thì số tự động và chạy chuẩn là 7 vạn xịn luôn nhé. Thân vỏ còn cực đẹp luôn. Em sẽ quay qua nội thất của chiếc Lexus IS250 này cho quý vị anh chị xem. Lexus IS250 và đang được chào bán với giá hơn 600 triệu đồng một chút thôi. Đây mình sẽ quay cái vô lăng cho quý vị anh chị xem thì anh chị sẽ biết luôn cái chiếc xe này chất lượng như nào. Xe còn quá đẹp luôn, còn rất là thơm mùi da luôn nhé. Ok, chiếc Lexus IS250 đã được chào bán tại cửa hàng hơn 600 triệu đồng thôi. Ok, và em còn hai mẫu xe ở phía sau nữa. Em sẽ quay lên luôn để lên hình luôn để cho quý vị anh chị xem. Chiếc Innova sản xuất năm 2010. Chiếc Innova G xịn luôn nhé. G xịn. Sản xuất năm 2010. 7 chỗ, số sàn. Và đang được chào bán với giá là 345 triệu. 345 triệu cho mẫu xe Innova sản xuất 2010 phiên bản G. Mẫu xe Innova G 2010. Quý vị anh chị nào nhanh tay alo trực tiếp để được báo giá chuẩn và mua được những chiếc xe với giá thành hợp lý nhất nhé. Ok, chiếc Innova G 2010 biển Hà Nội. Về thì chất lượng của chiếc xe này thì cam kết cho quý vị anh chị luôn. Bên cạnh là chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2011 phiên bản số sàn màu trắng. Đấy. Chiếc xe này được trang bị narang đúc, màn hình cam lùi đầy đủ. Và giá thì chỉ trên hơn 200 triệu đồng một chút thôi. Thì quý vị anh chị đã được mua được chiếc xe Vios sản xuất năm 2011 này rồi. Đấy. Xe màu trắng, còn sơn xi còn rất đẹp luôn nhé. Biển Hà Nội luôn. Đấy.
xe Vios sản xuất 2011 phiên bản số sàn màu trắng biển Hà Nội và đang được chào bán tại cửa hàng chỉ hơn 200 triệu đồng. Quý anh chị nào đang quan tâm đến một chiếc xe để đi trong dịp Tết Nguyên đán 2020 thì hãy alo cho em để được báo giá tốt nhất. Và em xin phép được kết thúc cái video này tại đây. Quý vị anh chị nào lần đầu tiên mà xem kênh mua bán của em thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em nhé. Xin cảm ơn quý vị anh chị em các bạn.